Thì tôi xin nói tiếp cái điều này. Trong cái vấn đề âm nhạc á, thì trong cái cung đàn, giữa cái giai điệu trưởng thứ, giữa cung và bán cung, giữa cái dấu thăng và dấu giáng, nó là những một cái biến thể muôn hình vạn trạng. Mặc dù nó chỉ có 7 cái nốt nhạc là đồ, rê, mi, pha, sol, la, si, nhưng ta phải biết phân biệt giữa cái nốt trầm, rồi cái nốt trung độ và nốt cao độ, rồi giữa cái cường độ là độ mạnh yếu của âm thanh, rồi cái cao độ là độ cao thấp của âm thanh, và cái trường độ tức là độ dài ngắn của âm thanh. Thì ở đây như thế này, chúng ta vẫn thường thấy là có nhiều khi á, một ông thầy dạy cho học trò, nhưng học trò đánh hay hơn, lôi cuốn người nghe hơn, cái đó chẳng có gì là lạ hết á. Bởi vì người xưa người ta có nói rằng là hậu sinh khảo ý, sông Trường Giang lớp sóng sau đè lớp sóng trước, cái đó chẳng có gì là lạ hết. Bởi vì trong các quan niệm ngày xưa của cha ông ta vẫn thường nói là con hơn cha là nhà có phúc, bao giờ cái thế hệ sau nó cũng phải đi trước thế hệ trước, nó phải là coi như có những cái nốt tăng thời hơn, cái nhạy bén hơn, cái tầm mở rộng hơn, thì đó là cái phúc đức của quốc gia đó, của dân tộc đó, của cái nhà đó. Chẳng gì là lạ hết. Bởi vì người ta càng về sau thì người ta càng phải tiến bộ lên, chứ đâu phải về sau là nó tụt lùi. Chứ đừng có giống như ngày xưa mà Trung Quốc mà người ta gọi là thầy dạy võ cho học trò, nhưng mà coi như 100 ngón thì chỉ dạy 90 hoặc là 95 ngón thôi, còn giữ lại 5, 10 ngón để mà phòng thân, tại sợ học trò nó phạm thầy thì thầy phải chết. Cái đó người ta gọi thì sau này đời sau là tâm sau thất bọn. Bởi vì nó ngày xưa cái chuyện là cái việc ngày xưa đó, có thể người ta phi thăng lên nóc nhà, phi thăng lên ngọn cây, nhưng bây giờ không ai làm được điều đó. Như vậy có phải phải chăng là tâm sau thất bọn hay không? Còn bây giờ tôi mới nói một điều, chẳng tin tôi bạn thử nhìn xem. Bây giờ tôi không nói tới cái bộ trưởng bộ giáo dục của Việt Nam nó cao quá, nhưng tôi chỉ nói là những giám đốc sở hoặc là những trưởng phòng, những trưởng phòng là coi như phòng giáo dục nó quản lý cấp 2, cấp 3, cấp 2, cấp 1 với lại mầm non. Còn cái sở giáo dục thì nó quản lý mấy cái trường phổ thông trung học và mấy cái trường dạy nghề hoặc là mấy cái trường ấy. Thì chúng ta thấy là khi mà cho mấy cái giám đốc sở đó hoặc trưởng phòng nó về mà thi lại tốt nghiệp cấp 2, cấp 3 thì có đậu không? Không bao giờ. Nếu người ta độc lập làm bà, không bao giờ. Thế nên thành ra là có những cái không bao giờ người ta sẽ nhớ suốt đời, nhưng người ta chỉ hơn nhau là cái kinh nghiệm của cuộc sống. Cho nên người ta mới bảo cái câu là đi thì hỏi già, già mà về nhà thì hỏi trẻ là như thế. Học với người già thì có cái kinh nghiệm. Cho nên tôi nói với các bạn hãy đọc cái chuyện Aladdin và cây đèn thần, bạn sẽ thấy ông phù thủy đó mặc dù là pháp thuật cao cường có bao nhiêu, nhưng mà cuối cùng cũng phải nhờ Aladdin, một cái chàng trai trẻ không biết gì về pháp thuật, không biết một cái gì, xuống cho các anh để lấy cái đèn lên. Như vậy thì chúng ta nghe những người đi trước họ truyền cho tôi một cái kinh nghiệm, thì có nhiều khi chúng ta sẽ dỗ hơn người đi trước thì chẳng có gì là lạ hết, cái điều đó tắc ý thôi. Trong comment cái comment đó thì là cái nhận xét á, có người rất là chân tình, có người rất là dễ thương, nhưng cũng có người rất là khó chịu. Có người cứ tưởng là tôi không biết điều đó. Tôi xin lỗi một điều nhé, đánh để mà con người đánh được biểu diễn nó khác, đánh được phân tích, đánh mà để người ta tập trung tư tưởng, để người ta luyện cái ngón đó, để người ta đưa lên người ta biểu diễn trên sân khấu. Chắc vừa rồi chúng ta cũng nghe cái sự cố của một cái ông nào ở ngoài Bắc mà coi như sự cố về ngoại ngữ đó, dịch phiên dịch mà dịch tầm bậy. Là trong khi nó phải nói là trong đó có những người hiểu biết, họ nghe họ mới hiểu, họ mới cười cho rồi bắt đầu mới khui cái chuyện đó ra, chứ không không ấy thì cám nào một lứa cứ nghe là tiếng ông đó là một cái người dịch rất là giỏi. Thì như vậy là chúng ta nhớ rằng khi chúng ta đứng trước cái diễn đàn thì trong đó có những cái người họ rất hiểu, họ am hiểu về vấn đề đó, đừng có để cho họ thấy được cái kẽ hở của chúng ta. Tôi cũng là một con người, tôi hiểu cái điều đó chứ, tôi rất là hiểu. Cho nên tôi nói rằng là xưa kia khi tôi còn là một cái cậu bé mà 12, 13 tuổi đời, khi bước vào cái bậc trung học để nhắc cấp, tức là để thấp, hồi đó bây giờ là lớp 6 bây giờ đó, học ngoại ngữ thì tôi thấy như thế này, có những cái bài mà bây giờ tôi sẽ nhớ cho suốt các cuộc đời, không bao giờ tôi quên được.
Chẳng hạn như trong cái bài Exploring the Ocean Depth, tức là dịch ra tiếng Việt là thám hiểm bề sâu của đại dương, cái cuốn English Photography Book 1 của Lê Bắc Công, bên đó có cái anh ngữ thực dụng, tôi nhớ đến bây giờ. Nhưng mà sau nó càng ngày càng lớn lên, cái tuổi đời càng chồng chất lên tới cấp 3, lên vào cao đẳng, vào đại học, tôi thấy là có những cái bài tôi học bây giờ không thể là tôi nhớ hết tất cả được. Như vậy là cái trí nhớ của con người nó mỗi ngày nó muốn mai một, bởi vì người ta gọi là cái neuron á, mỗi ngày nó bị phân hủy đi khi cái tuổi từ 30 trở lên. Cho nên á, là cái đứa bé nó sẽ rất là nhớ dai cái những cái ấn tượng suốt cái cuộc đời trong cái tuổi thơ khó. Nên tôi thấy cái đó là cái điều quan trọng. Thì tôi lên đây là nhiều khi thì tôi đi lên YouTube tôi đưa ra một con vài cái chương trình á, để mà nói về cái âm nhạc. Thì chẳng qua là tôi muốn khuyến khích cái lứa tuổi trẻ, thay vì cái thời gian nhàn rỗi không có việc làm, hoặc là để ngồi chơi game, hoặc là ngồi lướt web, thì thay vì chúng ta học một cái ngoại ngữ hoặc là một cái môn về âm nhạc, một cái loại nhạc cụ để chúng ta là rèn luyện cái trí nhớ để chúng ta đi vào những cái bộ môn khác, chỉ có thế thôi. Cái mục đích của tôi bấy nhiêu thôi, chứ tôi cũng đâu có phải là nói là để là tôi muốn khoe tài, nó tôi vỗ ngực xưng tên không bao giờ. Nhưng thật sự về âm nhạc thì tôi cũng hiểu được nhiều cái, tôi hiểu nhiều cái, tôi phải khẳng định điều đó, tôi hiểu và tôi biết. Nhưng mà cái vấn đề diễn giải và trình bày thì mỗi người nó một kiểu. Có nghĩa là cái gì người ta gọi là nghề nó dạy nghề, nghĩa là người ta cứ cái nghề đó người ta theo cả cuộc đời, người ta theo cái năm tiêu tháng một để người ta kiếm sống, thì người ta sẽ nâng cao cái tầm hiểu biết lên, hoặc là người ta sẽ có cái kiến thức hoặc là các cách để truyền thụ. Nhưng ở đây tôi là coi như là một cái dạng là tôi biết nhưng mà coi như tôi không phải sống vào cái nghề đó. Bây giờ cái thời gian rảnh rỗi hoặc là thời gian tôi muốn là trong thời gian ở cái đất là xứ người, tôi muốn đem những cái gì tôi hiểu biết chút ít để tôi nói lại cho thế hệ sau, chỉ có thế thôi. Thì mong những cái gì các bạn thông cảm. Một lần nữa thì tôi xin cảm ơn những ai theo dõi những cái gì tôi đã nói trên cái diễn đàn này. Tại vì cuộc đời thì nó rất là ngắn ngủi, một tuần nó trôi qua hết Monday là tới Sunday, nghĩa là hết tuần này là nối tiếp tuần kia, từng mùa thu chết mùa thu chết, từng mùa thu nối tiếp mùa thu, nó trôi qua rất là mau, rất là lẹ. Nhất là đất nước nó lạnh lùng này, mà tôi chỉ có một số